Bắt đầu xin được hôm nay Đại Năng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN. Đây là chương trình bình luận tin tức hàng tuần của SPTN với sự đồng phụ của Đại Năng. Tuy nhiên hôm nay anh Phủ vì bận công việc đi xa, cho nên ngày hôm nay trong chương trình bình luận tin tức Đại Năng có hai vị khách, đó là luật sư anh Tuấn và anh Nguyễn Thành Hà. Và xin mời anh Hà cũng như anh luật sư anh Tuấn mời chào quý khán giả của SPTN. Vâng, xin chào khán thính giả của đài truyền hình SPTN. Vâng, xin kính chào quý vị và chào anh Tường Thắng cũng như anh Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, thì chúng ta cũng biết rằng là cái chuyến đi của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông John Kerry đã đến Việt Nam trong vài ngày qua. Hiện tại trong lúc chương trình bình luận tin tức chúng ta đang thực hiện thì ông Kerry vẫn còn ở bên Việt Nam. Thì được biết cái tin giờ chót thì ông ta sẽ, Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho Việt Nam là 18 triệu Mỹ Kim liên quan đến cái việc mà cung cấp một số các tàu để mà cảnh sát Cộng sản Việt Nam có thể kiểm soát, nghe là coi như là không thể kiểm soát vùng Biển Đông nhưng mà để tuần tiễu. Và thứ hai là cái điều quan trọng nhất là, một cái điểm thứ hai quan trọng là Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho Việt Nam 17 triệu Mỹ Kim dưới cái danh nghĩa rằng là giải quyết cái vấn đề gọi là môi trường và môi sinh ở dòng sông Cửu Long. Nhưng mà thực chất ra trong cái bài báo cáo của ông John Kerry thì nói rất rõ rằng là cái thượng nguồn sông Cửu Long đó là đã bị anh Trung Cộng anh chặn để anh làm sông thủy điện, và cái điều đó nó ảnh hưởng luôn cái cuộc sống không những của Việt Nam ở hạ lưu mà luôn cả những quốc gia khác như là Campuchia và Lào. Và vấn đề đặt ra là phải có tiếng nói để ngăn chặn cái sự kiện này. Tuy nhiên Cộng sản Việt Nam không có khả năng để mà yêu cầu Trung Cộng cho sự kiện này, cho nên Hoa Kỳ đã coi như viện trợ 17 triệu Mỹ Kim, và ông Kerry đã nói rằng là trong chuyến đi sắp tới tới Trung Cộng, ông ta sẽ lên tiếng dùng cho Cộng sản Việt Nam trong trường hợp này về cái việc mà đời sống của người dân Việt Nam ở hạ lưu sẽ bị ảnh hưởng bởi những đập thủy điện. Thì chúng ta thấy đó là cùng một tín hiệu ông Kerry để cho Việt Nam thấy rằng là nếu vấn đề đi theo ngả về phía Mỹ sẽ có những cái sự giúp đỡ và cũng như là bảo vệ lấy được cái môi trường và cái sự sinh sống của mình và sự an ninh, thay vì ngả theo Trung Cộng thì sẽ bị những cái tai họa như vậy. Chuyện đầu tiên thấy là một anh ở phương Bắc đã bóc cổ bao nhiêu người, và trường hợp đây là xây đập để cả cái vùng hạ lưu sông Cửu Long là coi như là không phải riêng Việt Nam mà nhiều quốc gia, Campuchia, Lào cũng bị. Thành ra đó là một cái tín hiệu rất tôi nghĩ rất là hữu hiệu. Đối với dĩ nhiên trong cái vấn đề cấp lãnh đạo luôn có những sự điều đình là chúng họ như biết chuyện đó, nhưng mà đối với quần chúng đây là một cái tín hiệu rất là rõ rệt và có thể đọc được, và cũng như là một sự trấn an, cũng như là và trong cái tình hình hiện nay mà khi Trung Cộng có những tham vọng hoặc đặt ra những cái vùng kiểm soát thì cái chuyến đi như vậy nó cũng đối trọng đến chính sách của Obama về Biển Đông, thì chúng thấy đó là một những cái tín hiệu tốt trong cái vấn đề đó, là sự quân bằng lại những cái sự bành trướng của Trung Cộng hiện nay. Vâng, tôi nghĩ rằng cái điều mà ông John Kerry vừa rồi đã rất là tích cực và cụ thể, là rất rõ ràng là tới 17 triệu để yểm trợ về vấn đề hạ lưu của sông Mekong. Và chúng ta thấy trước cách đây vài ba năm thì Ngoại trưởng Clinton cũng đã rất là tích cực để yểm trợ cho các nước của vùng, của hạ lưu của vùng Mekong, trong đó có ít nhất là 200 triệu dân Việt Nam, Thái Lan một phần, và một phần của Lào, và một phần của Campuchia nữa. Thành ra chúng ta thấy Trung Quốc đã gần như từ những cái thủy điện trong dòng sông Mekong, cả năm đập lớn, trong đó có đập Mạng Loan, đã gần như đã che hơn cả 3/4 lực cái thủy điện, cái vùng lưu lượng của sông Mekong. Và cái vùng nhất là ảnh hưởng nhiều nhất của mình là vùng Việt Nam, bởi vì mình tiếp giới với các vùng biển, vì vậy trên nước mặn nó tràn vào để xâm lấn nước ngọt mình rất nhiều. Và nhiều ủy hội ở ngoại quốc cũng đã kêu gọi chuyện đó. Chúng ta thấy đó là một cái tích cực và rất cụ thể của Ngoại trưởng John Kerry. Và cái công việc của ông Kerry cũng cho thấy đó, cũng là dù sao thì nếu mà nói về cuộc sống sinh hoạt ở đồng bằng sông Cửu Long, tuy ông không phải là người Việt Nam nhưng mà chắc chắn sẽ rành hơn nhiều người chúng ta, vì một thời trai trẻ của ông đã từng gọi là nói chung là cầm súng chiến đấu và sau đây những cái cuộc tranh cãi sau đó, nhưng mà đại khái ông rất rành về vùng sông nước, ông đã từng bị thương ở đó và chiến đấu ở đó. Thành ra đặt ông vào vị trí hôm nay thì quan tâm về vấn đề này thì cũng là một điều tôi nghĩ nó cũng có cái gì đó trùng hợp và hay hay. Và nhưng mà cái mà lúc nãy anh Tuấn và cũng như anh Hà trình bày đó là đi với Mỹ đó thì ít ra Mỹ còn cho tiền, và giúp thứ đỡ, hai Mỹ sẽ còn giúp đỡ và can thiệp và áp lực anh Trung Cộng về vấn đề đập thủy điện ở vùng thượng lưu. Còn nếu mà anh đi Trung Cộng đó là anh sẽ chết từ thượng lưu, anh chết xuống, tức là cái ra tới Biển Đông cũng chết, treo trên cổ ngay trên đầu. Nó treo, tại vì khi mà nó dùng anh Trung Cộng mà đã làm cái đập thủy điện mà nó ngăn cái dòng nước xuống dòng Cửu Long đó,
là cả một cái vùng hệ thống sinh thái của môi trường môi sinh của miền Nam bị thay đổi. Việt Nam mình á, cái vùng trồng bằng sông Cửu Long nó gọi là cái vựa lúa của miền Nam phải không ạ? Và từ đó nó xuất cảng lượng gạo, xuất cảng khắp nơi đi thế giới. Bây giờ nó chặn một cái, bây giờ nước biển mà dâng lên mà thành nước muối thì làm sao anh trồng gạo? Đúng. Anh chết là chết chỗ đó, và anh chết ở ngoài Biển Đông là nó kiểm soát luôn cả cái vấn đề Biển Đông, anh không còn đánh cá được nữa. Cho nên trong trường hợp này, cái thông điệp của ông Kerry qua trường hợp này nói rất rõ. Đi với Mỹ á, thì dân anh còn có đường sống. Anh đi với anh Trung Cộng là anh sẽ chết từ trên, chết dưới mà chết trong ra ngoài. Nó rất là đơn giản như vậy. Anh Hà và anh Tuấn có đồng ý vậy? Vâng. Tôi rất là tán đồng với ý kiến của anh Tường Thắng và anh Tuấn vừa rồi. Tại vì chúng ta thấy Biển Đông họ cũng đã hung hãn và lấn lướt từ hải phận của Việt Nam. Yeah. Và ngay cả trên thượng nguồn, ngay cả cái dòng Mekong, nó không phải là chỉ trên Trung Quốc mà nó gần cả cái vùng hạ lưu của mình. Các nước trong đó có Thái Lan, Miến Điện, Việt Nam, Lào, Campuchia. Dạ, Việt Nam mình là ảnh hưởng nhiều nhất tại vì mình ở vùng ở vùng hạ lưu. Và như sau chuyến đi này là ông sẽ đi Phi Lục Tân và anh Tường Thắng. Dạ, vâng, dạ, đúng thì chúng thấy rằng cái sự trong sự đi có sự kế hoạch sắp xếp, và chúng ta thấy rằng là cũng như để đổi lại tạo cái áp lực và cũng như thể hiện cái sự dính tay vào quân Mỹ và họ quan tâm tới vùng Biển Đông cũng như là vấn đề những quyền lợi kinh tế của Hoa Kỳ tại phía gọi là phía có thể Thái Bình Dương đó, thì chúng ta thấy rằng đó là cũng là chỉ lặp lại những gì mà Hoa Kỳ đã nhiều năm nay đã chính sách của họ, trong chính sách của họ cũng ngã về phía châu Á, thưa quý vị. Và có thể là tin tức kế tiếp chúng ta có cơ hội nói về cái chuyến đi của ông, chắc chắn là có nhiều. Dạ vâng, thì mình chờ trong vài ngày nữa thì sẽ có tin thêm, nhưng mà đến lúc này thì mình chỉ có bao nhiêu đó tin. Nhưng mà rõ ràng cái thông điệp của Hoa Kỳ là rất rõ trong trường hợp này. Tại vì thưa anh Hà và thưa anh Tuấn, tại vì nó có liên quan đến vấn đề môi trường của Việt Nam, anh Tường Thắng xin được qua một cái tin, nhảy qua một cái tin khác liên quan đến cái vấn đề đập nước ở Việt Nam. Chúng ta biết ở Việt Nam á, mỗi lần bây giờ đó, đặc biệt là cách đây 2 tuần đó, thì triều cường nó đã xảy ra ở tại Sài Gòn. Và đây là theo báo chí trong nước, đây là trong 61 năm lần đầu tiên triều cường nặng nhất mà nước đã tràn vào trong trong Sài Gòn và làm độc lục rất là nhiều. Đây là bản tin tức báo Việt Nam VN Express họ đăng. Đặc biệt đó là cũng cái hình kế tiếp á, thì có một anh chàng ở bên Canada, chắc có lẽ là cũng là dân đi ra xưa nay rồi sống Canada, và anh nói rằng bây giờ anh muốn rơi nó, nhìn cái hình ảnh anh muốn rơi nó mắt, mà anh không biết làm sao giúp đồng bào mình. Mà tôi đang xin trả lời anh Canada này đó, trước khi anh rơi nước mắt thì anh phải đặt câu hỏi là cái nguyên nhân tại sao mà cái người dân Việt Nam bây giờ nó khổ như vậy. Lý do rất là đơn giản. Tại Economist cách đây khoảng từ hồi tháng 4 vừa rồi, thưa anh Hà và thưa anh Tuấn, thì tháng 4 vừa rồi đó, thì trên tờ Economist nó có đăng một cái bài. Cái bài này nó nói về tình trạng ngập lụt ở Việt Nam. Nó nói rằng là chỉ trong vòng 10 năm nữa thôi, cái Sài Gòn sẽ nằm ở dưới mặt nước biển. Tại vì bây giờ đó, tình trạng của Sài Gòn bây giờ chỉ cách mặt nước biển có một thước thôi. Và thế giới đã khuyến cáo Việt Nam là phải xây đê. Còn nếu không xây đê đó là trong 10 năm, 20 năm nữa là cả Sài Gòn sẽ còn dưới mặt biển. Và bà con lúc đó, Cộng sản Việt Nam không cần phải lo vấn đề giải quyết vấn đề giao thông bị kẹt nữa. Tại lúc đó là chỉ có chào thuyền, đi ghe và chào xuồng thôi, như tình trạng bây giờ. Còn Việt Kiều nào muốn làm ăn, muốn bán thành công thì giờ về Việt Nam mở tiệm xây ghe, bán thuyền. Trong tương lai nó sẽ gặp như thế này. Thì chúng ta thấy là một chuyện, những sự kiện mà môi sinh vì do đốn cây bất gọi là bừa bãi, và vì cũng có sự kiểm soát và tham nhũng đưa tới cái chuyện hậu quả ngày hôm nay. Dạ, như tôi là người sinh ra lớn ở Huế hoặc là ở miền Trung, thì chuyện lụt lội ở Huế chuyện bình thường, không ngạc nhiên. Nhưng mà ở Sài Gòn, dân Sài Gòn là những cơn mưa thoáng qua rất là lẹ và không có cái tình trạng mà Sài Gòn chìm trong lụt lụt mà kể từ càng ngày về sau này chúng thấy. Cái quan trọng của cái bài trên tờ Economist á, tôi đăng đó, là cái hình kế tiếp á, là họ nói rằng là các cơ quan thế giới, cái hình kế tiếp á, đã khuyến cáo cán bộ Cộng sản Việt Nam về tình trạng này rồi. Và phía bên Cộng sản Việt Nam đề nghị là đưa ra đề nghị là xây một cái đập trị giá là 2,5 tỷ Mỹ Kim. Khoảng 2.6 tỷ. Dạ, 2.6 tỷ Mỹ Kim. Và đi mượn Ngân hàng Thế giới để mà xây. Nhưng mà Ngân hàng Thế giới cũng như các nghiên cứu tổ chức mà xây đập á, họ báo anh chỉ cần 1,2 triệu nè, 1,2 tỷ là xây được rồi. 1,4 triệu, một nửa số. Một nửa số tiền là anh hơn xây tí rồi. Nửa đó có thể xây được rồi. Nhưng mà cuối cùng cái bài này nó nói cái gì? Cuối cùng cái bài này nói rằng là ông Hồ Phi Long là một người ở Việt Nam, là một giảng viên của một đại học ở Việt Nam. Ông nói rằng là tại sao Cộng sản Việt Nam đi mượn 2 tỷ mà nó không cho mượn á, là bởi nó biết rất rõ một điều á, cho anh mượn 2 tỷ thì anh sẽ chấm mốc. Và anh sẽ lại quả trong cái tình trạng mà anh đi vay cái này, trong khi người ta bảo là 1,2 tỷ là đủ xây rồi.
nhưng mà anh không chịu, anh đòi phải 2,5 tỷ kìa. Ừ. Rồi cuối cùng đó là ngân hàng thế giới không cho mượn, chính Việt Nam lãnh đủ, bây giờ là cứ chèo thuyền thôi. Tức là gì, cái kế hoạch đó cộng sản Việt Nam nó đẩy cho thế hệ tương lai giải quyết, nó không giải quyết bây giờ, nó giải quyết bây giờ với điều kiện nó phải lại quả và bỏ túi được 1 tỷ, 1,5 tỷ, phân nửa số tiền nó thì nó mới làm. Còn không thì sống chết mặt bay. Người dân Việt Nam ở Sài Gòn bây giờ có sống với cái chế độ này thì sống chết mặt bay. Anh muốn làm gì làm. Anh nhưng mà có cả trong trường hợp mà một vị mà từ Canada có thể không am hiểu tình hình, hoặc là nếu mà có trong cái cơ hội này có thể một điều có thể làm ăn khấm khá được là về Việt Nam buôn kinh doanh, về buôn tàu ghe đóng tàu chắc chắn, tại vì bây giờ trong cái vấn đề hiện tại mình đó là một cái nói ví dí dỏm, nhưng thực sự đó là thực trạng. Nếu tương lai họ không làm, như như anh Tường Thắng nói, bây giờ chỉ còn cách mặt biển 1 mét thôi. Sài Gòn mà cách mặt biển 1 mét là một cái điều báo động rất là mà họ có nói như thế này. Thưa anh Tuấn, trong bài báo nó nói rất rõ là anh biết công ty Intel đó ở quận 9 đó, họ nói Intel là cái nơi sẽ ngập đầu tiên đó, sẽ chìm dưới nước biển đầu tiên đó, chứ không phải là cái bài báo họ viết như thế mà. Nhưng mà cộng sản Việt Nam nó có để ý đến vấn đề an sinh xã hội của người Việt Nam hay không, của người dân Việt Nam hay không, hay cũng như trường hợp như Dương Chí Dũng, như anh Tuấn và cũng như anh Hà cũng mới đọc, Dương Chí Dũng vừa bị tuyên án tử hình về tội tham nhũng lại quả đến gần 1.6 triệu Mỹ kim, nó đi mua một cái ụ nổi 60, 40 mấy tuổi, hư dài sao không được, dân gánh trả cái nợ đó. Rồi bây giờ cái đập nước thì không chịu xây cho dân nhờ, thì thử hỏi cái chế độ đó có nên tiếp tục được giữ lại tồn tại để cho người dân có thể sinh sống hay không? Tức là tất cả hệ thống ăn nó có theo hệ thống hết. Đúng. Từ trên xuống dưới, và luôn luôn chúng ta thấy là họ đối với nhà nước quốc doanh họ không có cái sự về để kiểm toán, từ việc phe phá với nhau cả, thành ra cứ chia nhau cách đi tìm dự án để làm, từ những dự án mới có tiền, hoặc tuôn ra nước ngoài đi mua đồ. Cái tôi lấy ví dụ một cái hãng điện thoại hoặc là về dịch vụ về viễn thông, họ có thể tuôn ra ngoài, họ sẵn sàng họ mua đôi lúc, thay vì đúng là mua cái model 2013 họ có thể mua một đồ cũ hơn, hoặc là mua vẫn năm 2013 nhưng mà giao trẻ hơn, cái giá thành lúc đó sẽ rẻ hơn, và từ cái tiền khác biệt nội chuyện đó không, họ đã chấm mút và chia sẻ với nhau. Thành chúng thấy là luôn luôn cuối cùng là gì, là thực sự là người dân luôn luôn là có thể bị mua những đồ cũ, đồ hư và cái đồ mà thực sự không giá đáng vậy. Là tại sao những tên đi mua như vậy là thực sự đã ăn chặn và ăn chia trước. Và nước ngoài đúng là những công ty họ cũng vì là tham lời thôi, họ sẽ sẵn sàng nâng giá lên, nâng giá hoặc là có thể thay đổi hoặc là theo ý của cái anh người mua. Thành ra chúng ta thấy đó là những cái kẽ hở và những cái xã hội mà chúng ta rất buồn khi nói về những cái tình trạng như vậy. Và nó không chỉ là xảy ra lẻ tẻ từng đây, mà nó một hệ thống từ trên xuống dưới, bất cứ cấp nào chúng ta cũng thấy cái chuyện nó xảy ra. Thành ra nó thành như chuyện như cơm bữa. Về vấn đề xây đê ở Việt Nam đấy. Vâng, thưa Tường Thắng, thưa anh Tường Thắng, là thưa quý vị khán thính giả, là chúng tôi thấy là như thế này. Thực sự ra có nhiều cái mà chúng ta thấy ở Việt Nam rất nhiều cái nghịch lý. Ngay cả trước đây khoảng chừng 6-7 tháng thì chúng ta cũng rất là ngạc nhiên, là bởi vì lúc mà đưa lên cái giá thành để xây đường xá đó, tức là hệ thống xa lộ, thì cái giá thành của họ tính ra mỗi km đường xây nó còn đắt hơn cả ngay tại Hoa Kỳ và cả ngay cả hơn Nam Hàn nữa. Thì nhiều cái công ty mà lượng định ở hải ngoại này ở trên thế giới thì người ta rất ngạc nhiên, bởi vì thấy cái phẩm chất xây đường của Việt Nam, nhất là đường quốc lộ số 1 và nhiều đường khác nữa, thì người thấy rằng cái phẩm chất nó không bằng cái hệ thống siêu xa lộ. Chúng ta đang sống ở tại Hoa Kỳ, chúng ta đã thấy, chúng ta đang đi trên cái highway của Hoa Kỳ, chúng ta thấy rõ cái phẩm chất như thế nào. Nhưng mà ngược lại, cái số tiền mà tính ra hàng km hay là đổi ra hàng mai của tại Hoa Kỳ thì lại thấp hơn cái giá là ở tại Việt Nam. Và ngay bây giờ anh Trường Thắng nói về cái tin vừa hồi nãy đó, là chúng ta thấy thực sự ra những cái công ty mà xây hệ thống đê điều trên thế giới, người ta evaluate rất là chính xác, ít khi người ta rách cái giá đó. Chúng ta cái giá chừng 1 tỷ 2, 1 tỷ 3 là đủ có thể xây được một con đập lớn rồi. Trong lúc đó ở Việt Nam mình cái cớ gì mà lên tới 200 mấy tỷ. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra như vậy là, thưa anh Hà, người dân Việt Nam trong những tình trạng như vậy đó, đâu phải đây là đầu tiên mà bị ngập nước đâu. Năm nào hơi mưa chút là ngập rồi, tại sao họ không phản đối? Thứ nhất là tôi nghĩ thế này, cái Việt Nam mình á có một cái, nói không phản đối thì cái điều đó không đúng, nhưng mà cái số phản đối của mình đôi khi vì cái truyền thông của nhà nước nó không cho phép. Ngay cả hệ thống truyền thông chúng ta thấy, giống như báo chí 100 mấy chục tờ báo chí, ngay cả những cái đài truyền hình lớn của Việt Nam, thường là chúng ta thấy những cái hình ảnh được chiếu hoặc là những bài được viết là có sự cho phép của đảng. Thành ra người dân riết rồi, người ta khi người ta phản ánh lên
như nhiều lần chúng tôi thấy có nhiều khi có một cái ở ngã bảy ở Thủ Đức á, thì chúng tôi thấy có nhiều khi tới khoảng 9-10 giờ gì đó thì nó cái giao thông ách tắc không thể tưởng. Vâng. Và nó xảy ra gần như là cả hàng năm trời. Thì mình hỏi những người nông dân, những người dân chúng ở đó thì người ta nói biết, nhưng mà công an nó tới đó. Yeah. Thì đến khi mà ách tắc rồi khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau thì công an giao thông họ mới tới. Yeah. Thành ra chính họ, họ cũng đã phản ánh bao nhiêu năm rồi mà công an nó biết cách đơn giản là cái chỗ đó thế nào nó cũng có giao thông giờ đó. Yeah. Nếu mà họ chỉ cần sắp xếp chừng khoảng 5-10 công an giao thông tới đó là cũng đã giải quyết được cái nạn lưu thông rồi. Vấn đề đó là vâng. Chắc hẳn như thành ra không phải là họ không biết. Dạ, nhưng ví dụ mua mua vé tàu đi về Hà Nội hoặc về tháng Tết thưa anh Tuấn, năm nào bà con cũng sắp hàng dài vâng. Là cả biết bao nhiêu ngày để mua được cái vé tàu. Đâu phải là năm nay, năm nào cũng như thế. Mà tại sao không có sự thay đổi? Tại vì chúng ta thấy rõ ràng đó, Việt Nam như chúng ta nói nhiều rồi, có thể đầu tư rất nhiều, xây những cái resort rất là sang trọng, 5 star, không có thua bất cứ nước nào trên thế giới, mặc dù nước sinh sau đệ muộn về vấn đề phát triển kinh tế dưới chế độ cộng sản. Vâng. Nhưng mà, và quý vị nhìn xem, quý vị ở Việt Nam, chúng ta thấy, tôi lấy ngay con đường quốc lộ số 1 và làm chính xác. Trên con đường đưa đi phần lớn gì? Một bên có một lằn thôi. Vâng. Ở giữa không có sự ngăn chặn, rất nguy hiểm, hai bên qua về, nổi trường vấn đề mà an toàn đã không có. Vâng. Đó là một cái quốc lộ, cái trục sống của một quốc gia đã như vậy. Vâng. Và bệnh viện thì không có xây người dân vô là nằm la liệt hành lang, trường học thiếu. Đó thì chúng thấy những cái hệ quả là gì? Là tất cả từ những sự tham nhũng chấm mút và chỉ có tất cả đầu tư vào vấn đề của họ là từ những dự án sang trọng ăn chơi không thua gì trên vấn đề đẳng cấp quốc tế. Còn vấn đề những hạ tầng cơ sở để giữ sự an ninh và sự an sinh cho người dân thực sự thì không có. Thì tôi chỉ nói một đơn cử ví dụ thôi. Quý vị đến đường quốc lộ số 1 Việt Nam, phần lớn là đi đường có được một lằn và ở giữa không có cái lằn để ngăn nữa. Và đi xe qua về rất là ẩu, rất nguy hiểm. Nó thua một con đường nhỏ trong xóm của tài xứ chúng ta ở những nước bình thường. Cái vấn đề đặt ra là cái điều nguy hiểm, thưa anh Hà và cũng như anh Tuấn, cái điều nguy hiểm nhất là người dân Việt Nam mình họ chấp nhận như vậy đó. Đó là cái điều nguy hiểm đó. Chứ không phải là cái này cái kia. Cái nguy hiểm là họ chấp nhận cái status quo, là cái nguy họ muốn... cái nguyên trạng nó như vậy nè, không thay đổi được. Từ thắng Việt Nam mình là có cái hay những cái rào cản rất là hay. Đúng. Bên thắng chính quyền họ làm cũng như chúng ta thấy nào là đẻ bộ này bộ kia rất là nhiều, ngay cái vấn đề chúng ta thấy tướng công an cũng lạm phát, tướng còn nhiều hơn cả quân đội nữa, một chuyện hiếm có trên thế giới này. Một thành phố biết có như là tướng mà tướng 2 sao 3 sao 4 sao trong một thành phố gọi là kỷ lục của thế giới luôn. Và chúng ta thấy là những cái gì mà những cơ quan đặt ra để làm tiền, cùng một cái chuyện đó có thể rất nhiều cơ quan dính vào để kiểm soát, rồi bên nào cũng chấm được một phần hết. Thành ra hệ thống mà gọi quan lại mà có thể nói đó là bureaucracy là có thể là rất là tồi tệ. Thành ra đó là hậu quả là gì? Những người dân nhiều có complain là không biết con đường để chính xác đi được tới đúng cửa, chưa chắc là tới đúng nữa. Và khi tới được rồi nó đi qua bao nhiêu sự nhiêu khê và hệ thống, tất cả là một hệ thống hàng rào. Và cái tình trạng đó chúng ta thấy là cũng như điển hình qua những dân oan, ngay cả họ đến cũng cửa cũng đâu giải quyết được, huống hồ là thành đó là chỉ có thay đổi nó thôi, chứ còn cái chuyện mà nó như là một cái căn bệnh ung thư không thể nào mà chữa được nữa. Anh nói là phải thay đổi nó. Theo anh Hà thì người dân Việt Nam để cho họ có ý thức thay đổi thì phải làm thế nào? Vâng, chúng tôi nghĩ rằng thế này, thưa anh Thường Thắng, là thứ nhất là hồi nãy được anh Tuấn có nói là một phần chính chế độ cộng sản nó tạo ra những rào cản. Bên cạnh đó thực ra cái dân Á Đông nói chung và người Việt Nam mình, cái luân lý của mình đôi khi cũng có sự chịu đựng. Thành ra cái tính chịu đựng của mình nó quen dần, rồi cuối cùng người ta kêu oan, nghĩa là bao nhiêu lần đi tới cửa quan mà thông thường thì một phần ngàn chưa chắc đã được. Chính vì vậy cho nên người dân cuối cùng họ rất khó, họ không còn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất là càng ngày cái thông tin ở hải ngoại, càng ngày những cái đài radio từ các đài VOA, đài RFI, nhiều cơ quan thông tin người ta feedback trở lại về trong nước. Và tôi nghĩ rằng ngày nay thế kỷ thứ 21 bắt đầu chúng ta thấy người dân Việt Nam sẽ cái lượng thông tin nó càng ngày nó càng nhiều hơn. Và người ta càng nghĩ, ý thức được rằng cái dân quyền của họ có và họ phải đòi cái quyền dân quyền đó. Cái quyền họ được mưu cầu hạnh phúc, cái quyền họ được sống một nước dân chủ đàng hoàng. Thì tôi nghĩ rằng chính những cái đó, cái thay đổi não trạng người dân, họ phải đòi lại chính những cái dân quyền và nhân quyền đó. Khi họ nắm được những cái quyền đó, họ biết rằng cái chính quyền bị dân cộng sản lúc nào nó cũng nói rằng nó là công bộc của nhân dân. Vâng. Nhưng mà thực sự ra cái từ mà nhân dân làm chủ rất là chua chát, rất là mỹ dân, là bởi vì
nhân dân làm chủ mà chính chính quyền nó là người quyết định. Nhà nước quản lý. Dạ, nhà nước quản lý nhưng mà thực sự nó bán ruộng đất và nó đổi với những công ty nước ngoài như thế nào thì nó không còn hỏi ý dân. Dạ vâng. Mà lúc nào nó cũng nói là nhân dân làm chủ. Dạ vâng. Thì chúng ta thấy thì rằng cái chính người dân họ phải đòi lại cái quyền đó thực dạ. sự. Chính khi anh nói và họ cái là cái người chủ thật dạ. sự đúng. Dạ, khi nói đó. Cái đó thì dạ. thì chúng ta biết là cái tình trạng bên Ukraine nó dạ. mới xảy ra cách đây mấy ngày. Khi ông tổng thống Ukraine là ông quyết định là ông ký một hiệp ước thương mại với Putin. Vâng. Thay vì ông ký một hiệp ước thương mại với cộng đồng Trung Âu Châu. Thì ở Ukraine đó, bây giờ đó là nó đứng trước hai cái sự lựa chọn. Ông tổng thống đó, thì ông lựa chọn đi theo con đường cũ của nước Nga. Dân chúng thì biểu tình phản đối, bắt buộc là đi theo con đường của cộng đồng Trung Âu Châu. Và cái bức tượng Lenin đã bị người dân kéo xuống và đập đổ. Thường đó là bị hiện phần sự phẫn nộ. Sự phẫn nộ. Dạ vâng. Đi tức là đi về lại với con đường. Đi về lại con đường cũ là họ không chấp nhận. Thì như anh Hà trình bày đó, là người dân Ukraine bây giờ không muốn bị nước Nga áp lực kéo trở lại trong cái vòng mà xích hóa nô lệ cũ. Cái thời Lenin, khi mà Lenin đưa ra, khi mà Lenin làm cuộc cách mạng vô sản xong rồi thì tất cả những cái quốc gia mà của Nga Hoàng ngày xưa nó rã ra. Thì Lenin phải mang mới đẻ ra cái ý hệ rằng là cái chiêu bài rằng là tình nghĩa vô sản của Tây Nam để kéo nó vô lại cái vòng xích hóa của mình. Chắc ra nó cũng chỉ là ở đằng sau đó là cái chủ nghĩa bá quyền thôi, chủ nghĩa đế quốc thôi. Bây giờ thì anh cộng sản anh sụp rồi, không còn tình nghĩa vô sản anh em nữa, thì còn cái gì bây giờ, Putin còn cái gì để mà lôi kéo lại, thì phải bằng đe dọa, bằng tiền bạc để kéo về. Nhưng mà người dân Ukraine bây giờ họ còn không chấp nhận cái điều đó nữa. Thì cái câu hỏi đặt ra của mình là khi nào người dân Việt Nam mình có cái thái độ lựa chọn đó? Để thấy tại sao người ta tức là sao, tại vì người ta thấy thứ nhất đi vào con đường người dân đó, họ thà đi nước Ukraine ngã về phía cộng đồng chung châu Âu yeah. và chắc chắn họ sẽ được những cái gì nó cũng được bạch hóa, transparent, tức là làm ăn đâu đó rõ ràng yeah. chắc chắn trong trường hợp này bên phía tổng thống Ukraine sẵn sàng ký với Nga, chắc chắn Nga sẽ đưa ra những điều kiện béo bở, cũng như Trung Cộng hiện giờ đang khác về yeah, vâng. yeah. nguyên liệu sẵn sàng đi giá offer giá rất cao yeah. và chắc chắn là khi mà có những giá cao, những cái điều kiện béo bở kèm theo những gọi là những cái sự bao thư riêng như chúng ta đã biết đó, yeah. một trong hệ thống mà họ giao dịch đó, thì chắc chắn đó là những cái hứa hẹn của phía bên Anh Nga vâng. và những anh mà cũng trong hệ, có thể nói trong hệ thống chính phủ, hoặc là có thể nói thành phần nội các ông tổng thống này cũng có thể có những cái được hưởng những bổng lộc nào đó để vâng. về người dân, người ta không hưởng được nhưng mà thấy họ đã có một thời gian sống cởi mở với cộng đồng thế giới vâng. họ thấy được cái sự minh bạch của phía châu Âu làm ăn như thế nào vâng. và trở lại cái anh những cái nước như là ngay dù Anh Nga sau này có thay đổi chế độ đi nữa nhưng mà họ vẫn còn tình trạng nó vẫn tham nhũng đầy dậy và hệ vấn đề lạm quyền rất là nhiều thành vâng. họ ngán cái cảnh đó, bởi thế chúng ta thấy biểu hiện qua sự biểu tình vâng. thì ý thức của Việt Nam sao như anh Tường Thắng đặt câu hỏi là để người dân phẫn nộ và lên tiếng nói như vậy, thay vì như Việt Nam thực sự dân Việt Nam bây giờ thờ ơ, vô cảm và có nhiều khi biết họ cũng chả muốn bàn tới, không muốn bàn tới, họ chỉ nghĩ làm sao lâu lâu cũng như cái chế độ cộng sản từ xưa giờ là bóc từ thả ăn tí, thấy được một tí mở nới là họ cảm thấy thoải mái và họ muốn dạ sao được bước cái tiếp thở được thêm tí là họ vui dạ. thành ra có nhiều họ không có màn tới chuyện đó dạ. là chúng làm sao đó mà cái ngày nào đó Việt Nam mà thực sự trên 50%, trên 30 năm có ý thức được như vậy thì mới có sự thay đổi. Còn vẫn với tình trạng hiện tại thờ ơ vô cảm thì nó thực sự không có nhất. Và bên những anh cộng sản vẫn có cách mánh lới để điều khiển đội ngũ. Vâng, tôi nghĩ rằng bên cạnh đó thì cái làm sao để cho người dân được tự tin và có thể nghĩ rằng chính họ có những cái quyền đó, thì cái làm sao cái xã hội dân sự, tức là những cái tổ chức mà nó ngoài chính phủ nó không lệ thuộc chính phủ, nó mới có cái quyền và nó thực hiện dân chủ, nó thực hiện những dân quyền. Chẳng hạn chúng ta thấy trong vòng 3 tháng vừa rồi, rất có nhiều cái dấu hiệu tích cực là trong nước chúng ta thấy chẳng hạn những cái diễn đàn dân chủ đã quy tụ được một số những nhà trí thức, những cái người công nhân, rất nhiều thành phần với nhau để có thể hình thành lên một cái xã hội dân sự. Cái nhóm thứ hai là nhóm Hội Phụ Nữ Nhân Quyền cho Việt Nam. Chúng ta thấy các chị bây giờ đã can đảm, và danh sách tôi biết rằng cho đến ngày hôm qua lên tới 46-47 người, rất là tốt. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy cái hội bầu quý tương thân đã bắt đầu hình thành ra những cái lực lượng dân sự mà chúng ta nhân cái cơ hội Đảng Cộng sản, tức là nước Cộng sản Việt Nam được tham gia vào trong cái Hội đồng Nhân quyền, thì ngược lại chính người dân họ dùng cái phương tiện đó
để họ tranh đấu về dân quyền cũng giống như nhân quyền. Và những chuyện đó ông Kerry cũng như cuộc họp chắc chắn những nhà ngoại giao khi điều đình Việt Nam cũng đưa những này trong vấn đề khi mà anh Cộng sản Việt Nam muốn vào TPP thì có những cái điều kiện phần lớn là chúng ta thấy liên quan tới vấn đề công đoàn, vấn đề những cái chuyện như chúng thấy đó, xã hội dân sự rất là quan trọng. Thì đó là những cái mấu chốt mà trong đó là bây giờ đang thời đại ngưỡng cửa đó là cái vấn đề Việt Nam thay đổi đến những lúc bởi thế những cái hội và những hiện tượng chúng ta thấy ra trong đó là một cái tin để chúng ta đáng mừng và hy vọng rằng Việt Nam sẽ có sự chuyển hóa và thay đổi và người dân dân trí cũng như là có tinh thần để họ hiểu được cái quyền họ và những cái quyền căn bản và họ có thể đứng lên đòi quyền như chúng ta thấy những nước như Ukraine học và không những chỉ đòi quyền mà ít nhất có cơ hội tối thiểu để phản biểu hiện cái lòng của sự bất mãn của mình thay vì Việt Nam hiện giờ mọi thứ rất là bưng bít và giới hạn. Vâng, rất tiếc vì thời gian không còn nhiều nên Tinh Thắng và luật sư Anh Tuấn cũng như Nguyễn Tinh Hà xin hẹn quý khán giả vào tuần sau của chương trình này trên đài truyền hình SBTN. Xin chào quý vị.